Nay Thịnh có một cái máy xay sinh tố Bluestone. Anh em nào chưa biết đến mình có sửa đồ gia dụng thì hy vọng anh em xem được những cái clip này ha. Bên Thịnh sửa chuyên hai mảng đó là điện thoại và đồ điện gia dụng, tất cả đều có tuổi đời hơn 10 năm hết rồi anh em. Rồi đây là máy xay sinh tố Bluestone. Máy này chị gái đưa qua trong tình trạng là nó bị cháy motor. Thịnh cầm là nghe mùi khét nghẹt luôn. Thì hiện tại Thịnh đã thay motor rồi đó. Thì anh em lưu ý Thịnh qua clip này Thịnh test sơ cho anh em xem nha. Tại vì mình phải nhấn đó là bởi vì mình kích hoạt cái công tắc đó anh em. Những cái máy xay khi chúng ta gài cái cối vào nó đè cái công tắc phụ ở đây xuống thì nó mới chạy. Cho anh em nghe cái tiếng motor ha. Rất là êm ha. Đó, motor chạy đúng công suất, đúng kỹ thuật thì khi mà thay xong nó sẽ như vậy. Thì chúng ta ở đây ngoài cái vấn đề kỹ thuật sửa chữa, khi mình làm mình luôn làm một cách chuẩn zin cho anh em, làm mọi thứ nó chỉnh chu để anh em hướng tới cái sự sử dụng bền bỉ lâu dài. Thì ở đây mình có một cái lưu ý nữa, đó là anh em sử dụng cho nó đúng cách. Ở đây tại sao một cái máy xay nó cháy motor? Mình nói thật, nếu mà anh em xài đúng kỹ thuật và anh em giữ gìn máy thì cái motor không bao giờ nó hư. Motor của một cái máy xay thật ra nó rất là bền, nó chỉ hư trong một điều kiện gần như là duy nhất, đó là quá tải. Quá tải nó sẽ đến khi mà anh em xay quá lâu. Trung bình một cái máy xay được thiết kế anh em xay trong những khung thời gian 30 giây, 60 giây, 90 giây là tối đa. 90 giây là tối đa, có nghĩa là 1 phút rưỡi anh em. Anh em thấy cái tốc độ vòng quay nó như vậy anh em cũng hiểu là nó sinh nhiệt rất là lớn. Thì tối đa 1 phút rưỡi anh em phải ngưng một xíu. Rồi sau đó anh em mới tiếp tục làm. Ví dụ như ngưng chừng mười mấy giây nửa phút thôi, chứ không phải là phải cất vào tủ luôn. Đó, anh em lưu ý cái vấn đề này ha. À, nhiều anh em không biết, nhất là những anh em xài quán hoặc là chúng ta xài gia đình, nhưng mà có một cái dịp nào đó chúng ta đang cần sử dụng nhiều, anh em xài liên tục là nó cháy luôn. À, nhìn biết cái cách sử dụng thì anh em đỡ tốn tiền, anh em cũng bảo quản cái thiết bị được nó tốt hơn. Lúc mà mình làm bất kỳ cái máy nào, cái tâm tư của mình luôn là muốn anh em xài càng bền càng tốt, nên những cái chuyện này mình luôn nói cho anh em nghe rõ ha, chứ mình không có làm theo cái kiểu là làm xong không dặn dò gì hết để mà hư tiếp thì có việc để làm. Đó, cái cách tư duy mình khác một xíu so với cái sửa chữa một số anh em vẫn đang theo đuổi cái tư duy đó. Rồi, ok, anh em nào cần tư vấn về sửa chữa máy xay sinh tố Bluestone, bất kỳ một nhãn hiệu nào có liên hệ với Thịnh. Bye bye anh em nha.